Lại nữa, Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là sắc, chẳng nên chấp đây là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là nhãn xứ, chẳng nên chấp đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là sắc xứ, chẳng nên chấp đây là thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là nhãn giới, chẳng nên chấp đây là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là nhĩ giới, chẳng nên chấp đây là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là tỷ giới, chẳng nên chấp đây là hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là thiệt giới, chẳng nên chấp đây là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là thân giới, chẳng nên chấp đây là xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là ý giới, chẳng nên chấp đây là pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là địa giới, chẳng nên chấp đây là thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là thánh đế khổ, chẳng nên chấp đây là thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là vô minh, chẳng nên chấp đây là hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là cái không nội, chẳng nên chấp đây là cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là chân như, chẳng nên chấp đây là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là bố thí Ba La Mật Đa, chẳng nên chấp đây là tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là bốn tịnh lự, chẳng nên chấp đây là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là tám giải thoát, chẳng nên chấp đây là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là bốn niệm trụ, chẳng nên chấp đây là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện.
Hiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là pháp môn giải thoát không? Chẳng nên chấp đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là năm loại mắt, chẳng nên chấp đây là sáu phép thần thông. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên chấp đây là mười lực của Phật, chẳng nên chấp đây là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên chấp đây là pháp không quên mất, chẳng nên chấp đây là tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên chấp đây là tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng nên chấp đây là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên chấp đây là trí nhất thiết, chẳng nên chấp đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên chấp đây là thanh văn thừa, chẳng nên chấp đây là độc giác thừa, vô thượng thừa. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên chấp đây là quả dự lưu, chẳng nên chấp đây là quả Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, Độc Giác, Bồ Tát, Như Lai. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên chấp đây là bậc cực hỷ, chẳng nên chấp đây là bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên chấp đây là bậc phàm phu, chẳng nên chấp đây là bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc Bồ Tát, bậc Như Lai. Vì sao? Vì chấp là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ sắc là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ sắc là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ sắc là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ sắc là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ sắc là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ sắc là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ sắc là không hoặc bất không, chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức là không hoặc bất không, chẳng nên trụ sắc là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ sắc là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ nhãn xứ là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ nhãn xứ là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ nhãn xứ là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ nhãn xứ là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ nhãn xứ là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ nhãn xứ là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ nhãn xứ là không hoặc bất không, chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không hoặc bất không, chẳng nên trụ nhãn xứ là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ nhãn xứ là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện.
Lại nữa, Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ sắc xứ là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ sắc xứ là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ sắc xứ là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ sắc xứ là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ sắc xứ là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ sắc xứ là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ sắc xứ là không hoặc bất không, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ là không hoặc bất không, chẳng nên trụ sắc xứ là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ sắc xứ là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ nhãn giới là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ nhãn giới là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ nhãn giới là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ nhãn giới là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ nhãn giới là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ nhãn giới là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ nhãn giới là không hoặc bất không, chẳng nên trụ sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không hoặc bất không, chẳng nên trụ nhãn giới là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ nhãn giới là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ nhĩ giới là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ nhĩ giới là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ nhĩ giới là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ nhĩ giới là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ nhĩ giới là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ nhĩ giới là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ nhĩ giới là không hoặc bất không, chẳng nên trụ thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không hoặc bất không, chẳng nên trụ nhĩ giới là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ nhĩ giới là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ tỷ giới là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ tỷ giới là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ tỷ giới là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ tỷ giới là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là tịnh hoặc bất tịnh,
chẳng nên trụ tỷ giới là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ hương giới cho đến các thọ, do tỷ xúc làm duyên sinh ra là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ tỷ giới là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ hương giới cho đến các thọ, do tỷ xúc làm duyên sinh ra là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ tỷ giới là không hoặc bất không, chẳng nên trụ hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không hoặc bất không. Chẳng nên trụ tỷ giới là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ tỷ giới là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ thiệt giới là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ thiệt giới là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ thiệt giới là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ thiệt giới là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ thiệt giới là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ thiệt giới là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ thiệt giới là không hoặc bất không, chẳng nên trụ vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không hoặc bất không, chẳng nên trụ thiệt giới là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ thiệt giới là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ thân giới là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ thân giới là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ thân giới là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ thân giới là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ thân giới là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ thân giới là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ thân giới là không hoặc bất không, chẳng nên trụ xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không hoặc bất không, chẳng nên trụ thân giới là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ thân giới là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ ý giới là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ ý giới là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ ý giới là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ ý giới là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ ý giới là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ ý giới là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ ý giới là không hoặc bất không, chẳng nên trụ pháp giới cho đến các thọ
do ý xúc làm duyên sanh ra là không hoặc bất không. Chẳng nên trụ ý giới là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ pháp giới cho đến các thọ, do ý xúc làm duyên sanh ra là hữu tướng hoặc vô tướng. Chẳng nên trụ ý giới là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ pháp giới cho đến các thọ, do ý xúc làm duyên sanh ra là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ địa giới là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ địa giới là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ địa giới là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ địa giới là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ địa giới là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ địa giới là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ địa giới là không hoặc bất không, chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới là không hoặc bất không, chẳng nên trụ địa giới là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ địa giới là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ thánh đế khổ là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ thánh đế tập diệt đạo là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ thánh đế khổ là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ thánh đế tập diệt đạo là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ thánh đế khổ là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ thánh đế tập diệt đạo là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ thánh đế khổ là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ thánh đế tập diệt đạo là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ thánh đế khổ là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ thánh đế tập diệt đạo là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ thánh đế khổ là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ thánh đế tập diệt đạo là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ thánh đế khổ là không hoặc bất không, chẳng nên trụ thánh đế tập diệt đạo là không hoặc bất không, chẳng nên trụ thánh đế khổ là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ thánh đế tập diệt đạo là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ thánh đế khổ là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ thánh đế tập diệt đạo là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ vô minh là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ vô minh là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ vô minh là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ vô minh là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ vô minh là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ vô minh là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ vô minh là không hoặc bất không, chẳng nên trụ hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là không hoặc bất không, chẳng nên trụ vô minh là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ vô minh là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ cái không nội là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ cái không nội là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự
tánh là lạc hoặc khổ. Chẳng nên trụ cái không nội là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là ngã hoặc vô ngã. Chẳng nên trụ cái không nội là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là tịnh hoặc bất tịnh. Chẳng nên trụ cái không nội là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh. Chẳng nên trụ cái không nội là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng nên trụ cái không nội là không hoặc bất không, chẳng nên trụ cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là không hoặc bất không. Chẳng nên trụ cái không nội là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là hữu tướng hoặc vô tướng. Chẳng nên trụ cái không nội là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ chân như là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ là thường hoặc vô thường. Chẳng nên trụ chân như là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là lạc hoặc khổ. Chẳng nên trụ chân như là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là ngã hoặc vô ngã. Chẳng nên trụ chân như là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là tịnh hoặc bất tịnh. Chẳng nên trụ chân như là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh. Chẳng nên trụ chân như là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng nên trụ chân như là không hoặc bất không, chẳng nên trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không hoặc bất không. Chẳng nên trụ chân như là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là hữu tướng hoặc vô tướng. Chẳng nên trụ chân như là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ bố thí Ba La Mật Đa là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ bố thí Ba La Mật Đa là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa là lạc hoặc khổ. Chẳng nên trụ bố thí Ba La Mật Đa là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa là ngã hoặc vô ngã. Chẳng nên trụ bố thí Ba La Mật Đa là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa là tịnh hoặc bất tịnh. Chẳng nên trụ bố thí Ba La Mật Đa là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh. Chẳng nên trụ tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh. Chẳng nên trụ bố thí Ba La Mật Đa là viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng nên trụ tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa là viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng nên trụ bố thí Ba La Mật Đa là không hoặc bất không. Chẳng nên trụ tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa là không hoặc bất không. Chẳng nên trụ bố thí Ba La Mật Đa là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ bố thí Ba La Mật Đa là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ bốn tịnh lự là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn định vô sắc là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ bốn tịnh lự là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn định vô sắc là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ bốn tịnh lự là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn định vô sắc là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ bốn tịnh lự là tịnh hoặc bất tịnh. Chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tịnh hoặc bất tịnh. Chẳng nên trụ bốn tịnh lự là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh. Chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh.
chẳng nên trụ bốn tịnh lự là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ bốn vô lượng bốn định vô sắc là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ bốn tịnh lự là không hoặc bất không, chẳng nên trụ bốn vô lượng bốn định vô sắc là không hoặc bất không, chẳng nên trụ bốn tịnh lự là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ bốn vô lượng bốn định vô sắc là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ bốn tịnh lự là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ bốn vô lượng bốn định vô sắc là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ tám giải thoát là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ tám giải thoát là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ tám giải thoát là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ tám giải thoát là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ tám giải thoát là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ tám giải thoát là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ tám giải thoát là không hoặc bất không, chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ là không hoặc bất không, chẳng nên trụ tám giải thoát là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ tám giải thoát là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ bốn niệm trụ là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ bốn niệm trụ là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ bốn niệm trụ là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ bốn niệm trụ là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ bốn niệm trụ là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ bốn niệm trụ là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ bốn niệm trụ là không hoặc bất không, chẳng nên trụ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không hoặc bất không, chẳng nên trụ bốn niệm trụ là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ bốn niệm trụ là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát không là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát không là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát không là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát không là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát không là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát không là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát không là không hoặc bất không, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không hoặc bất không, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát không là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là hữu tướng hoặc vô tướng, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát không là hữu nguyện hoặc vô nguyện, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là hữu nguyện hoặc vô nguyện. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên trụ năm loại mắt là thường hoặc vô thường,
chẳng nên trụ 6 phép thần thông là thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ 5 loại mắt là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ 6 phép thần thông là lạc hoặc khổ, chẳng nên trụ 5 loại mắt là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ 6 phép thần thông là ngã hoặc vô ngã, chẳng nên trụ 5 loại mắt là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ 6 phép thần thông là tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên trụ 5 loại mắt là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ 6 phép thần thông là tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên trụ 5 loại mắt là viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên trụ 6 phép thần thông là viễn ly hoặc chẳng viễn ly.